Giờ mình đang ở Thạc Hẹt, chặng đầu tiên của cái hành trình từ Savannakhet đến Viên Chăn. Thạc Hẹt thì cách thành phố Savannakhet 120-130 cây gì đó. Và từ đây đến Viên Chăn chắc khoảng hơn 300 cây. Mình dừng lại đây để thứ nhất là ăn sáng, thứ hai là sạc pin chút. Sáng nay đi 120 cây hết khoảng hơn 20%, gần 30% pin. Giờ dừng lại đây ăn uống tí. Vì cái hành trình này thấy mọi người nói là đường nó khá xấu nên mình đi sớm, mình chưa kịp ăn sáng. Đến đây mình mới bắt đầu mình ăn. Về mặt đường xá thì thật ra là không phải là quá xấu. Cái đoạn đường từ Savannakhet đến Seno, tức là cái đường 9, nó rất là đẹp, chạy thoải mái. Còn cái phần đường 13 còn lại thì nó cũng không phải là rất đẹp, nhưng lâu lâu nó cũng có một vài đoạn hơi xấu thôi. Nhưng cái đoạn xấu nhất là cái đoạn còn khoảng 4-5 km thì đó, trước khi đến Thạc Hẹt thì đoạn xấu kinh khủng. Đi rất chậm, bò. Không biết là cái đoạn đường sắp tới nó sẽ thế nào. Điểm dừng kế tiếp của chúng tôi chính là ngã ba Vinh Không. Đây chính là cái ngã ba mà khi chúng ta đi từ cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh á, nó sẽ gặp cái đường quốc lộ 13 của Lào ở chính cái ngã ba này này. Ở cái ngã ba này nó có một cái cây xăng nó hay lắm. Nó bố trí rất là khoa học. Cái cây xăng ở chính giữa, đậu xe ở xung quanh và hàng quán, kiosk các thứ nó bao quanh cái cây xăng. Và tôi tìm thấy ở đây một cái cà phê Amazon. Cái thương hiệu này ở Lào tôi thấy có lẽ là khá là phát triển, bởi vì tôi nhìn thấy dọc đất nước Lào khá nhiều. Và cái view của nó, cái khung cảnh nó bố trí ở ngay ở bên trong cái cây xăng làm cho cái việc mình dừng lại cây xăng mình nghỉ thấy nó cũng rất là ok, bởi vì là thực sự nó khá là chill. Nói sơ chút về chuyện đường xá thì từ Thạc Hẹt đến đây cũng là khoảng 120 cây, đường không tệ. Khá nhiều đoạn đang sửa cho nên là chúng ta chấp nhận phải đi chậm, phải đi theo kiểu gọi là xếp hàng, chiều này đi thì chiều kia chờ và ngược lại. Nhưng nói chung là 120 cây từ Thạc Hẹt đến đây là ok, là đi tốt. Đang ở một cái tiệm, đây nó như một cái quán ăn, tên là JJ Homemade Bakery, nhưng mà hình như là họ không có làm bánh ở đây cả. Cái bên kia thấy cái tiệm làm bánh thì đang ngừng hoạt động, nhưng mà đây có đồ ăn mì Ý rồi và Thái, nói chung là khá nhiều đồ ăn, vì ở bên Lào thì cái văn hóa đa dạng lắm. Riêng rất dân Lào đã có hơn 50 dân tộc, chưa kể một số lượng rất lớn người Việt, người Thái và người Trung Quốc cũng sống ở Lào. Và ở cái địa điểm này thì ngay trước cửa của nó có cái trạm sạc của Loka EV, và đây cũng là cái trạm sạc duy nhất ở cái thành phố, hay có thể nói là cái thị trấn Bắc San này. Bắc San thì cách thành phố Viên Chăn 160 km. Cái quãng đường từ đây đến thành phố Viên Chăn thì Google nói là hết khoảng độ hơn 3 tiếng. Mình cũng không chắc như nào, nhưng mà cái con đường hôm nay thì có những đoạn đường rất đẹp, rất đẹp, kiểu như kiểu quốc lộ 14 ở Việt Nam ấy, nhưng mà lại không có bán tốc độ nên là dân tình chạy chở bông người chạy toàn trăm rồi. Và có những đoạn đường nó đang làm đang bới hết lên rồi nên là đi thì tất nhiên là phải đi rất chậm. Và có những đoạn đường là chưa làm, là đường cũ, là đúng kiểu cái kiểu mà nó hỏng từ rất lâu rồi nhưng mà chưa được sửa. Anyway, hơi dài dòng một tí để tổng kết cái chặng đường thì Savannakhet đến thành phố Viên Chăn của mình. Nhưng mà một trong những cái điểm mình thấy rất là hay, mình đã đi qua Bắc Xê, đi qua Savannakhet và đến giờ là đã đi đến Viên Chăn. Sáng nay có dừng lại một chút ở cái Thạc Hẹt, thành phố Thạc Hẹt, để cũng để sạc pin và ăn sáng luôn, sạc pin khoảng 15 phút. Thì mình đấy có một cái điểm chung của tất cả những cái trụ sạc của Loka EV mình đã từng dừng lại, đó là họ đều đặt cái trụ sạc của họ
ở một cái vị trí có thể nói là nó rất thuận tiện để dừng nghỉ. Như mình có nói ở mấy video clip trước thì ở Việt Nam, à xin lỗi, ở Lào hiện giờ Nova nó mới chỉ có 15 trạm sạc thôi. Và có lẽ là phải tầm một nửa số trạm sạc ở Lào hiện giờ là nó tập trung ở thành phố Viên Chăn. Tức là chỉ có khoảng 6 hay 7 trạm sạc ở các thành phố khác. Nhưng mà cho nên là mỗi một thành phố nó chỉ có một trạm đấy. Nhưng mà cái trạm ở mỗi một thành phố đấy, cái trạm duy nhất ở mỗi một thành phố đấy đều đặt ở cái vị trí hoặc là có cái quán ăn, hoặc là có cái khách sạn, hoặc là có tất cả những cái thứ đấy. Nói chung là ở cái vị trí có thể nói là rất là thuận tiện. Thì trên đường đi vào đây, lúc vừa mới cắm sạc xong, có ở ngoài kia có một đội ba ông, một ông chạy một con Volkswagen ID.6, một ông chạy một con BYD gì đấy, và một ông chạy một con xe lạ lắm mình không biết tên, không biết hãng luôn. Nhưng mà ba ông này đều là xe điện, và ông ấy tụ tập ở đây giống như kiểu một cái hội nhóm nhỏ nhỏ ở cái thành phố này đi xe điện, và có thể là thường xuyên hẹn nhau ở đây để ăn uống, đưa cả vợ con các thứ đi. Thì tức là cái địa điểm sạc của Local EV này nó đặt khá là hay, khá là hợp lý. Nếu như ở Việt Nam cũng có nhiều cái trụ sạc đặt như vậy ở tỉnh á, chứ không nói như ở thành phố thì đương nhiên là Vincom quá nhiều, nhưng mà ở tỉnh thì mà cũng có thì nó hợp lý hơn. Anyway, vậy thôi, giờ mình ăn trưa chút để chạy nốt cái quãng đường còn lại 160 cây đến thành phố Viên Chăn. Bye bye. Cái phần đường còn lại 150 cây, 160 cây từ Bắc San đến thành phố Viên Chăn, mình sẽ không có hình ảnh video clip quay đẹp đẽ chăm chuốt hay là bay drone lên quay cái gì cho các bạn xem đâu. Bởi vì thực sự mà nói, trong cả cái hành trình đi Lào từ cái ngày đầu tiên cho đến cái thời điểm này, chưa bao giờ mình có cái cảm giác mà có thể nói là ức chế, mà chán nản, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng đến cái mức như cái đoạn đường này. Vì cái mặt đường không phải là đùng một cái mà nó xấu ơi là xấu, nó xấu từ từ. Từ cái đoạn là đi cũng được, chỉ cần chú ý ổ gà một chút, cho đến nhiều ổ gà hơn, rồi đến những cái đoạn mà diện tích cái phần ổ gà nó còn nhiều hơn diện tích mặt đường, nó kinh khủng đến mức đấy. Và một cái khó nữa ở đây là cả 150 km này nó không có một cái đoạn nào gọi là đàng hoàng cả, nó cứ xấu dần đều. Và cuối cùng là khi mà các bạn nghĩ rằng, khi mà mình nghĩ rằng là mặt đường nó khá hơn rồi, thì nó lại có một cái đoạn xấu hơn như thế nữa. Đến cái mức mà thực sự đến khoảng 10 km nữa đến Viên Chăn, mình phải dừng xe lại. Bởi vì mình nghĩ là không thể đi tiếp được nữa. Bởi vì lúc đấy nhìn trên bản đồ 10 km đấy nó báo mình phải đi hết 1 tiếng đồng hồ. Nản luôn, tức là muốn dừng luôn tại đấy, kiếm một cái nhà nghỉ, nghỉ đến sáng hôm sau đi nốt, chứ còn không còn sức lực, không còn. Tức ở đây giống như là các bạn kiểu kiệt sức, mà kiệt sức về mặt tinh thần á. Cơ thể thì vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn đi đứng đi lại lái xe được, nhưng mà tinh thần lúc đấy thực sự mà nói là kiệt quệ, kinh khủng.